Cơ thể con người là một mạng lưới phức tạp của các tế bào, các mô và các cơ quan nội tạng. Cùng với nhau, chúng tạo nên sự sống. Trên cơ thể người, 10 hệ thống chính chịu trách nhiệm cho các chức năng của cơ thể, bao gồm hệ thống khung xương, hệ cơ bắp, hệ tim mạch, hệ thần kinh, hệ nội tiết, hệ bạch huyết, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết và hệ sinh sản. Bên cạnh đó ta còn có hệ vỏ bọc và hệ giác quan. Hãy cùng nhau tìm hiểu những điều thú vị về các hệ thống này. Trong số những hệ thống kể trên, các hệ thống xương, cơ bắp, tim mạch và thần kinh có vai trò hình thành nên một cơ sở nền tảng, tạo điều kiện cho các hệ thống khác hoạt động. Trong cơ thể của một người trưởng thành, hệ thống xương có thể bao gồm đến 200 mảnh xương khác nhau. Cùng với nhau, hệ thống xương giúp tạo nên hình dạng con người, đồng thời làm chức năng nâng đỡ và bảo vệ các cơ quan khác. Bộ xương cũng đóng vai trò làm khung bám cho hệ thống cơ bắp. Hệ thống cơ bắp bao gồm 3 loại cơ khác nhau là cơ xương, cơ trơn và cơ tim. Cơ bắp cung cấp sức mạnh, sự cân bằng, giữ tư thế, duy trì nhiệt độ, tạo chuyển động và lưu thông máu trên khắp cơ thể. Kết hợp cùng với hệ xương, hệ cơ bắp tạo nên hệ vận động, chịu trách nhiệm cho việc vận động của cơ thể con người. Ẩn bên trong hệ cơ bắp là hệ thống tim mạch hay còn được gọi là hệ tuần hoàn. Hệ tim mạch bao gồm quả tim, một mạng lưới các mạch máu trên khắp cơ thể và dĩ nhiên là cả máu nữa. Quả tim sẽ co bóp, đẩy máu thông qua mạng lưới mạch máu, cung cấp oxy, bạch cầu, hormone và các chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể. Cuối cùng, hệ thống thần kinh là một mạng lưới giao tiếp của các tế bào thần kinh mà cơ thể sử dụng để truyền thông tin và phối hợp các chức năng cơ thể. Hệ thần kinh bao gồm não là trung tâm, bên cạnh đó là tủy sống, mạng lưới các dây thần kinh và các hạch thần kinh. 4 hệ thống kể trên được cấu tạo nên bởi các tế bào thần kinh, máu, cơ và xương, tạo nên một nền tảng cơ sở cho phép 3 hệ thống khác điều tiết môi trường bên trong của cơ thể. Đó là hệ thống nội tiết, hệ bạch huyết và hệ bài tiết. Hệ nội tiết là một hệ thống khá đặc biệt, gồm một loạt các tuyến được phân bổ tách rời nhau như tuyến yên, tuyến giáp, tuyến ức, gan, tụy, v.v. Chúng hoạt động dựa trên các thông tin từ hệ thần kinh, qua đó giúp điều chỉnh các thành phần nội tiết của cơ thể. Ví dụ như tuyến giáp sẽ sản xuất ra lượng hormone, các hóa chất cần thiết và phù hợp với nhu cầu của cơ thể. Những hóa chất này sau đó sẽ được phân phối khắp cơ thể bằng hệ thống tim mạch. Hệ thống tim mạch và thần kinh cũng giúp cho hệ thống bạch huyết hoạt động. Hệ bạch huyết hay còn được gọi là hệ miễn dịch, là một tập hợp các hạch và mạch bạch huyết, đóng vai trò như một cơ quan phòng vệ cho cơ thể. Hệ thống bạch huyết sử dụng các dây thần kinh để nhận và truyền thông tin về các vùng bị tấn công của cơ thể. Ví dụ như một vết xước trên da hay khi virus xâm nhập vào mũi. Qua đó, hệ bạch huyết sẽ gửi đi các tế bào bảo vệ như tế bào bạch cầu qua mạch máu đến vùng bị ảnh hưởng để chữa lành cho cơ thể. Một hệ thống quan trọng khác trong việc điều tiết cơ thể là hệ bài tiết. Là một hệ thống sinh học thụ động giúp loại bỏ các vật liệu dư thừa không cần thiết khỏi cơ thể. Bên trong hệ bài tiết là hệ thống tiết niệu với các thành phần chính là thận, niệu quản, bàng quang và niệu đạo. Hệ thống tiết niệu mà cụ thể là thận duy trì nồng độ chất điện giải của cơ thể và lọc chất thải từ máu. Chất thải này được chuyển từ các mạch máu vào thận và sau đó bị thải ra ngoài qua nước tiểu. Tất cả các hệ thống kể trên của cơ thể cần có năng lượng để hoạt động, và đó là lúc cơ thể cần đến hệ hô hấp và hệ tiêu hóa. Hệ hô hấp là một hệ cơ quan có chức năng trao đổi không khí, chiết xuất oxy từ không khí mà chúng ta thở, mang lại sự sống đến toàn bộ các bộ phận khác trên cơ thể. Không khí đi vào cơ thể thông qua các hốc mũi, đi xuống cổ họng và sau đó được vận chuyển đến phổi. Phổi trích xuất oxy cho cơ thể sử dụng, đồng thời thải khí carbon dioxide khi chúng ta thở ra. Năng lượng cho cơ thể còn đến từ các dạng thực phẩm, được hấp thụ qua hệ tiêu hóa. Hệ thống tiêu hóa gồm một chuỗi các cơ quan nội tạng làm chức năng chuyển đổi thức ăn thành năng lượng. Thức ăn đi vào cơ thể qua miệng, sau đó di chuyển vào thực quản, dạ dày và đến ruột. Các chất dinh dưỡng được hấp thụ vào cơ thể qua thành ruột, trong khi chất thải rắn được thải ra ngoài qua thành phần cuối của đường tiêu hóa là hậu môn. Chúng ta đã có các hệ thống tạo cơ sở nền tảng và các hệ thống điều tiết chức năng của cơ thể. Nhưng để bao bọc và bảo vệ tất cả, chúng ta cần có hệ vỏ bọc. Hệ vỏ bọc là cơ quan lớn nhất của cơ thể, bao gồm da cùng các phần phụ của nó như tóc, vảy, lông và móng, v.v. Là một hệ cơ quan vô cùng đặc biệt. Ngoài chức năng bao bọc và bảo vệ các hệ thống bên trong cơ thể,
Nó còn giúp bài tiết chất thải, ổn định thân nhiệt và là nơi gắn những giác quan để cảm nhận sự đau đớn, áp lực và nhiệt độ. Hệ vỏ bọc còn có thể cung cấp vitamin D cho cơ thể. Tất cả các thành phần của cơ thể, dù đơn giản hay phức tạp, dù lớn hay nhỏ, đều bắt đầu được hình thành bởi hệ thống sinh sản, hay còn được gọi là hệ sinh dục. Hệ thống này chịu trách nhiệm tạo ra sự sống, duy trì nòi giống. Các cơ quan của hệ sinh dục trên hai giới không giống nhau. Ở phụ nữ gồm có âm đạo, tử cung và buồng trứng, còn ở nam giới là dương vật, tinh hoàn và tinh trùng. Hệ sinh sản chỉ có thể thực hiện chức năng khi có sự kết hợp cả hai giới, giúp cho việc thụ tinh có thể xảy ra. Sau đó các hệ thống cơ quan mới được hình thành và một cơ thể mới được sinh ra. Con người là những sinh vật phức tạp, nhưng khi 12 hệ thống và cơ quan chính hoạt động tốt, chúng sẽ đảm bảo cho chúng ta có một cơ thể và một cuộc sống khỏe mạnh. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu thấy video này có ích, hãy bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ để nhiều người cùng biết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.